chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lọt Kéo Tissot. Chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay mình sẽ làm video so sánh hai con lo, hai siêu phẩm lo kéo bên tay phải màn hình mọi người, là con lo Tissot 7015 của thương hiệu Tissot. Con lo này được mệnh danh là siêu lo, số lượng chỉ có 10 con, nó phiên bản đặc biệt nha mọi người. Bass nó hiện tại là trong tất cả những dòng lo 4 tấc từ trước giờ mình đã từng review, thì đây là một trong những con lo mà mình thích nhất về cái tiếng bass. Ngoài con lo qua cương ra, và con này là ứng cử viên sáng giá nhất là cho tiếng bass vô cùng sâu. Ở bên tay trái mọi người là con lo 15 Super màu vàng nha, nó có màu xám luôn. Hai con này đi kèm hai micro cao cấp, thích hợp để mình chơi ngoài trời, kết nối được với TV, máy tính, laptop đầy đủ chức năng luôn nha mọi người. Cắm được USB, thẻ nhớ, laptop được thoải mái hết. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh giữa hai con nha. Đi sau bị tập đi. Hai con nhìn con nào cũng đẹp, nhìn con nào cũng thích luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ âm lượng đang để 50 và bass chép đang 60 đều hết hai con luôn. Này là 7015, này là 15 Super. Rồi mọi người cùng đeo tai nghe và mình dễ cảm nhận nha. Ok, bây giờ mình sẽ tăng cái điện thoại lên nè. Một đoạn là chiều nay gió đông về remix. Super bass, người còn đeo tai nghe vào dễ cảm nhận nha. Bass chip đang full rồi đó nha mọi người, âm lượng đang 50. Đây là con lo Tissot 7015 được mệnh danh là siêu lo trong tầm giá 7 triệu. Về con nào cũng được 2 mít hết nha mọi người. Con nào cũng có chỗ, cả hai con đều có chỗ cắm mít như vậy.
đó, hai bên có chỗ cầm nắm, hai bên cũng có, và có một cái chỗ kéo. Con này thì có bao mít, bao da, còn con kia là bao giấy, cái này là bằng bao giấy. Nói chung hai con nào cũng đẹp hết. Thiết kế chỗ này là góc cạnh đây là rất là đẹp, hai con cũng nó cũng giống giống nhau. Chức năng thì cũng giống nhau thôi nha mọi người, kết nối TV, máy tính, laptop, có bát chép rồi eco delay rồi nút chỉnh nào nó cũng tương đối giống nhau. Con này thì không có FM, còn con ở đây thì nó có FM nha mọi người, có radio. Để mình bấm, hình như nhớ là nó không có FM. Đúng rồi, con này có hai chế độ TV với lại chế độ Bluetooth nha mọi người. Còn con bên đây này có ba chế độ, có thêm một chế độ FM nữa. Con này nó có hai màu, màu xám và màu vàng, con này thì có một màu. Rồi về cái đầu dây, nhà tiếng quay rồi dùng nữa ha. Đó, về cái đầu dây thì đó. Của con 7015 thì nó cái chiều sâu nó sâu hơn. Sâu hơn tầm khoảng một ngón tay. Còn cái chiều ngang thì nó cũng to hơn luôn nha mọi người. Chiều ngang nó cũng to hơn luôn. Chiều ngang nó tầm khoảng 55 á. Con này là 51 nè. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử một đoạn nha. Nói chung là không phải ca sĩ nhưng mà hát chủ yếu cho mọi người biết cái tiếng micro. Đi sau bảy ông đi, cái này là tắt echo nha. Đây là echo 50. Mình sẽ cho mic chip con này mình đang lên mic 3 giờ và mấy cái nút khác mình để khoảng mic tắt echo đi lên. Nói chung là mấy nút khác 50 hết luôn mọi người. Mic chip thì mình lên hơi cao xíu. Con này cũng vậy đi. Đi sau bảy ông đi. 1, 2, sầu bảy đi. Hát từ một đoạn ca sĩ Thanh Lâm hát gì đây. Rung cửa anh tiếng lia lia mấy cái cửa cho khách xem nha. Cái này là bình thường á, mọi người nghe những cái video review trên YouTube á, người ta nói là lo rung nhà rung cửa, cái đó là kiểu nổ lên thôi. Con lo này bảo đảm cho mọi người mới là rung cửa nè. Đối với mình mở cái bài là thằng Deep Bass rung cửa luôn nha mọi người. Chắc chắn với mọi người sẽ ngạc nhiên khi mà thấy con lo này. Rồi bây giờ mở thử là con karaoke lá xa lời chậm nha, mai đổi nghề làm ca sĩ luôn. Đi sau bị tạm biệt con lo này 7015. Để mà ca như vậy á, mình sẽ giảm bass chỉ là 60, nhạc để 50 thôi. Đang tùy chi trong giây phút là sao?
rồi bây giờ mình sẽ qua con super nha, qua con bên tay phải lần này mọi người. Số điện thoại tư vấn miễn phí của hai anh đẹp trai 0915 0915 486 462, Sơn đẹp trai, và 0962 809 867, tiếng sinh trai nha. Địa chỉ thì mình để phần mô tả bên dưới. Hiện tại có hai chi nhánh chính là ở bên Gò Vấp, 448/20/4 Phan Huy Ích, và một cái chi nhánh mới là bên C3 sạc 29 Phạm Hùng nha. Mọi người cứ bấm phần mô tả bên dưới, và một cái đại lý ở bên Xuân Lộc Đồng Nai. Rồi chào tạm biệt mọi người, cảm ơn rất là nhiều.